Bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa. Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D có địa chỉ tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Đồng thời, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D về tội Nhận hối lộ quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 3608G, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Trịnh Ngọc Tuấn đã nhận tiền của tổ chức cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.